Thưa quý vị và các bạn, vaccine tiêm sớm nhất được xem là vaccine an toàn nhất. Chủ trương này đã được các huyện miền núi Quảng Nam triển khai quyết liệt, nhất là trong những ngày gần đây khi số ca mắc COVID-19 ở huyện miền núi không ngừng gia tăng, thì công tác tiêm phòng vaccine tiếp tục được đẩy mạnh quyết liệt hơn bao giờ hết. Phóng sự vừa được thực hiện sáng nay tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Trời vừa ngớt mưa, anh Blinat đã đến trung tâm xã Ba Lê để tiêm vaccine phòng chống COVID-19. Khi thông tin tại khu vực các huyện Phước Sơn, Nam Giang xuất hiện nhiều ca dương tính COVID-19, anh Nát rất lo lắng. Nhưng khi được tiêm vaccine Verocell, anh Nát cũng như 600 bà con cơ tu ở xã Ba Lê rất yên tâm. Hôm nay được tiêm, em thấy rất chi là may mắn được tiêm sớm hơn. Bác sĩ hướng dẫn rõ ràng, đo huyết áp, đồ khám sức khỏe, rồi khám sàng lọc với khâu tiêm. Em thấy rất là yên tâm. Đây là đợt thứ 11 huyện vùng biên Tây Giang triển khai tiêm vaccine phòng chống COVID-19. Mặc dù vừa khắc phục hậu quả mưa lũ trong những ngày qua, song huyện vùng biên này quyết tâm tiêm đủ 2.500 liều vaccine trước ngày 20 tháng 10. Đi liền với đó, Tây Giang cũng đẩy mạnh truyền thông, tăng cường kiểm soát, khống chế, không để dịch COVID-19 từ bên ngoài lây lan vào địa phương. Làm cả trưa, có thể thậm chí chúng tôi sẽ thực hiện và tiêm vào cả đêm để làm sao đó. Cái việc mà phủ cái tỷ lệ là một trong cái thời gian ngắn nhất và an toàn nhất. Công tác truyền thông làm sao đó người dân nhận thức trong công tác phòng chống dịch cũng như là công tác tiêm chủng đạt kết quả cao nhất. Có tuyến đường Hồ Chí Minh đi ngang qua lại chung hơn 50 km đường biên với huyện Cà Lùm, tỉnh Sê Công, Lào, nên nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ bên ngoài là rất cao. Song nhờ chuẩn bị đầy đủ các phương án ứng phó, rồi triển khai quyết liệt nhiều giải pháp từ tuyên truyền, kiểm tra, giám sát đến tiêm chủng vaccine. Đến thời điểm hiện nay, Tây Giang mới là địa phương vùng xanh an toàn. Và hy vọng với việc tiêm vaccine quyết liệt như hiện nay, huyện vùng biên này tiếp tục giữ vững thành trì chống dịch an toàn ở khu vực miền núi Quảng Nam.